Hi, cho tất cả mọi người. Độc lạ và mang một phong cách riêng đó chính là những gì Sumton Sport mang đến cho tất cả mọi người. Và đây là một màu áo được sự kết hợp hoàn hảo giữa công ty Sâm Nhật kết hợp cùng với Sumton Sport tạo ra sản phẩm này. Các bạn có thể nhìn sơ qua vào màu áo này. Đây là một màu áo được chế lại từ một màu áo F50 có sẵn trên thị trường nước ngoài. Nếu các bạn chưa biết về màu áo này thì các bạn có thể truy cập vào website đồ.com.vn vào phần áo bóng đá thiết kế không logo thì các bạn có thể thấy được màu áo F50 đó. Thì nhìn tổng quan qua thì theo yêu cầu của công ty thì bên ngực trái này sẽ được đưa vào logo của công ty, đó là logo Sâm Nhật. Ngực phải sẽ là theo Adidas và bên dưới này sẽ là nhà tài trợ Sâm Nhật. Và các bạn có thể quan sát của chi tiết của màu áo này, của phần sau lưng này sẽ được đưa vào những thông tin của công ty theo yêu cầu của họ, thì bên mình đã phục vụ đúng điều đó. Và bên dưới này sẽ là một phông chữ, đây là phông chữ Arsenal. Nếu các bạn chưa biết nhiều về phông số in áo bóng đá thì các bạn có truy cập vào website đồ.com.vn vào phần dịch vụ in thì các bạn có thể thấy được những cái bài viết về phần phong số in áo bóng đá. Rồi mình sẽ nói sơ qua về điểm nổi bật của màu áo này. Màu áo này màu chủ đạo là màu cam và phối với màu trắng. Ở này sẽ được chạy được màu trắng và trên hai vai thì được chạy ba sọc màu trắng. Và quan sát kỹ này. Rồi cổ sẽ được làm từ cổ trái tim. Là cổ trái tim. Chất liệu vải đó là vải mê thái. Vì chất liệu vải này thì mình cũng đã có nói sơ qua vào những video trước. Vải này rất là ok, phục hồi rất là tốt. Tốt khi mà chúng ta tham gia vào những hoạt động ngoài trời. Thuốc mồ hôi nhiều thì nó sẽ giúp chúng ta hút mồ hôi và nhanh khô. Rồi, ok. Nếu các bạn yêu thích những màu áo như vậy thì các bạn có thể liên hệ với Sumton Sport để chúng tôi có thể phục vụ điều này cho tất cả mọi người. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và nhiều thành công. Hi.